Dạ, đồ tốt bây giờ không bấy được con ạ. Con về nhà. Đây rồi. Cho về nào. Đây đây nãy giờ cứ nhìn cái gì kia. Chị bơ đâu? Bà nào đi về. Anh ra. Đúng đi. Ra khỏi rồi. Chơi kéo bé vào nhà. Chị đã chị đã chưa? Ừ, chị vừa nói là chị gọi ba cái set voucher ở đây rồi. À dạ. Nhưng mà chị chưa gọi đúng không? Hay là ừ, chị chưa gọi. Ừ, chị chưa gọi. Ta có quyền chọn.